Vâng ạ, quý vị và các bạn vừa được nghe và thẩm âm cũng như trải nghiệm của một chiếc SUV đến từ thương hiệu Bose, model là AM1500 mới về bên công ty JICA chúng nghe. Với cái phiên bản AM1500 này thì được sở hữu cho mình một bát đường kính 40, một cấu hình rất là khỏe khoắn, hầm hố, nội lực để đưa vào phân khúc gia đình với cái không gian nghe phòng khách rộng rãi, hoặc là chúng ta setup ở ngoài trời với những không gian mở như quán cà phê hoặc phòng trà thì có thể lựa chọn những cái dòng này, hoặc là các anh chị trong miền Nam đang chơi những cái cặp loa full bass 4 tấc thì có thể phối ghép cùng chiếc SUV 4 tấc này của chúng em. Dòng SUV này là dòng SUV điện và theo thông số của nhà sản xuất đưa ra sẽ là 700W, và mắc cực đại của nó sẽ lên đến 700W và sử dụng nguồn tròn gọi là nguồn xuyến đấy và 4 sò, cho nên rất là ổn định trong cái quá trình chúng ta chơi, không lo bị sụt hay là bị suy hao về tín hiệu cũng như là về cái khả năng trình diễn của nó trong cái quá trình chơi lâu ngày hoặc là lâu giờ, kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Và tiếp tục em lại bật lên một chút nữa để chúng ta cùng nghe cảm thấy nó quá thuyết phục. So với phiên bản này chỉ có giá tại showroom của chúng em 3.700.000 đồng, đó là giá chưa ship, và kèm theo giá ship nữa sẽ lên tới 3.800.000 đồng. 3.800.000 đồng cho mọi miền tổ quốc nhé. Còn các bác có thể đến tại công ty chúng em thì sẽ được với cái giá yêu thương, đó là 3.700.000 đồng. Em sẽ mở tiếp tục test nhạc. Ok, lên nào, xin mời các bác cùng em trải nghiệm. Quá là nội lực luôn. Vâng ạ, nó quá là thuyết phục trong tầm giá chỉ với 3.800.000 đồng, chúng ta sở hữu một chiếc siêu trầm mang thương hiệu Bose với khuôn dáng form mẫu chuẩn, và đặc biệt là sở hữu cho mình bass 40 nhé, bass 4 tấc của ánh nội lực. Chúng ta có thể setup được những không gian rộng, hoặc các bác kinh doanh phòng trà hay cà phê vườn có thể đưa chiếc này về để phối ghép cùng những dàn nhạc du dương của chúng ta, hoặc là cà phê hát cho nhau nghe. Ok, em sẽ châm một chút nhạc vào nữa xong em xin phép được dùng video nhé. Và hiện tại SUV này đang có mặt tại showroom của JICA Audio của chúng em. Các bác có thể liên hệ tới số hotline chúng em để đặt hàng sớm nhất có thể và được hưởng nhiều ưu đãi nhé. Ok, em xin mời các bác cùng em trải nghiệm tiếp ạ. Và giờ em sẽ dừng video. Em xin thay mặt bên công ty JICA xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và mua hàng ủng hộ bên công ty JICA chúng em suốt thời gian vừa qua. Và các bác khách hàng nào còn đang muốn tìm lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất về các thiết bị âm thanh karaoke thì hãy liên hệ tới số hotline chúng em và hãy ấn đăng ký và ấn chuông thông báo để nhận được những thông báo về những cái video hay là những sản phẩm mới về bên JICA chúng em nhé. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.